Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền 8.0, kênh kiếm tiền 8.0 gửi bạn đến một dự án iGov của sàn iGov nhận 50 token. Phan các bạn. Các bạn chào bạn chúc các bạn. Rồi, 50 token EBX là khoảng 25 đô một ghép thì bằng 0.05, giá của nó hiện tại là 0.05 đô nha các bạn. Đầu tiên bấm nút ta. Rồi các bạn lướt captcha. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình để cập nhật những dự án tiếp theo nha các bạn. Chi này. Rồi. Sai captcha, làm lại. F B K B 8. Các bạn gỡ sai captcha nữa. C B N C. Sai nó mới sợ. Sai nữa tao. G 2 G G. Mẹ sai captcha này mình khó qua quá trời. Rồi, giờ mình vô các bạn. Các bạn vô này góp tắt. Nhiệm vụ của nó như sau là đầu tiên các bạn vô group Telegram của nó nè. Để nhận 10 ESP nha các bạn. Rồi, các bạn vô nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Rồi các bạn vô kênh Telegram thứ hai của nó nè. Rồi các bạn join vào các bạn thoát ra. Rồi các bạn join channel thứ ba của nó nè. Rồi cái này hình như là mình đã join rồi các bạn ơi. Rồi các bạn follow Tyler và request admin bot. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like với nó 1-2 bài nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút test là bình luận cho nó, repeat cho Binbot nha. Test là một cái bình luận cho nó đi. Good. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút test lại nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn vào setting nhớ cái username theo word của mình nha các bạn. Phan rồi follow và request support. Rồi các bạn like và share Facebook. Rồi các bạn like cho nó cái nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái trang Facebook cá nhân của nó các bạn. Rồi các bạn ghi một chữ dòng thời gian gì đi cũng được. Ai góp đi. Rồi các bạn đăng nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô submit data. Vô Telegram. Rồi các bạn ghi cái username Telegram của mình vô nha các bạn. Các bạn vô rồi setting anh 0329931577 0329931577 các bạn gửi các bạn.
Rồi các bạn lấy đường link Facebook profile của mình nha các bạn. Các bạn vào Facebook nè. Rồi các bạn vào trang cá nhân của mình nè. Rồi các bạn có một sao khác nè. Các bạn sao chép lên dòng thời gian nè. Đây sao chép lên liên kết cá nhân nè. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn vào Telegram đây nè. Các bạn bắt địa chỉ Facebook của mình vô nha các bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn ghi cái follow. Các bạn ghi cái username theo word của mình nha các bạn. Còn win nv nh 9. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ với RC20 với nào cũng được, trừ với sàn nha các bạn. Rồi các bạn vào với chút wallet mình nè. Các bạn qua phần mục ví nè. Các bạn lướt xuống. Các bạn vào ATH nè. Chết mẹ bắn lúc gỡ. Các bạn nút sao chép nè. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn vào đây nè. Bắt vào nha các bạn. Rồi CD rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi rồi các bạn bấm nút enter. Rồi như vậy mình đã nhận được 50 tốc cần EBS to cần nha các bạn. Vũ heo heo heo. Rồi các bạn muốn lấy liên ghép các bạn bấm vào plus. Rồi các bạn bấm balance có nhận chứ các bạn. Rồi mình đã nhận được 50 cần nha các bạn. Rồi các bạn lấy link chia sẻ cho bạn bè. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn lấy các bạn vào vô gạch nè, các bạn vào đây nè. Các bạn lấy username của mình nè các bạn, username mình ở đây nè. Rồi vậy video mình tạm biệt nha các bạn.